Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook có tên là Sơn Loan Ga và Lê Cấp do đã đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Vào ngày 3 tháng 8 năm 2021, tài khoản Facebook Sơn Loan Ga đăng tải trên trang cá nhân có nội dung liên quan đến trường hợp chạy trốn khỏi khu cách ly. Tiếp đó, tài khoản Facebook khác tên là Lê Cấp tiếp tục chụp lại nội dung đăng tải của chủ tài khoản Sơn Loan Ga, kèm theo tiêu đề cảnh báo người dân khu vực phường Đồng Tâm hạn chế ra đường rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình. Ngay sau khi đăng tải, các bài viết đã thu hút sự chú ý, quan tâm, bình luận của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, qua xác minh của lực lượng chức năng, nội dung đăng tải tại thời điểm trên của hai chủ tài khoản Facebook là sai sự thật, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho nhân dân. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và xác định chủ tài khoản Facebook Sơn Loan Ga sinh năm 1968 ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên. Chủ tài khoản Facebook Lê Cấp sinh năm 1988 ở xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường. Cả hai chủ tài khoản trên đã thừa nhận việc làm sai trái của mình. Tại cơ quan công an, chủ tài khoản Facebook Lê Cấp khai nhận. Mục đích thì thực sự là em cũng thấy ở trên trang cá nhân khác thì có một cái kiểu ảnh ấy, thì cái mục đích của em chia sẻ là chỉ mong muốn là anh em không nên ra ngoài đường. Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với hai chủ tài khoản Facebook trên về hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật quy định tại điểm A khoản 1, điều 101, nghị quyết số 15 năm 2020 của Chính phủ.